thì lúc mở ra thì riêng cá nhân anh, trong lòng anh nghĩ giống như là anh có cũng đã từng gặp mẹ em hoặc là em, có nói chung là có cảm giác là cũng là có từng gặp ở đâu rồi, hay cũng có sự gần gũi khi gặp thấy em á. Rồi sau nãy giờ nói chuyện á thì anh cảm thấy là có một cái cảm giác là rất là thăng, là có sự rung động trong mình. Rồi tới ghế rồi nè em, ngồi vô cưng. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Đây chị Tường giúp cho. Rồi chào bạn. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phạm Văn Sáng, sinh sống và làm việc tại Lagri Bình Thuận. Bình Thuận, mình làm công việc gì Sáng? Dạ em có mở một cái cơ sở sắt tại nhà mình, tự nhặn và làm. Cụ thể là làm gì em? Dạ em làm sắt nhôm, kiểu như là mình nhặn một cái nhà nào đó người ta muốn làm cửa, hàng rào hay mái vòm gì đó là mình tới mình nhặn và mình tự thiết kế mình làm. Em trực tiếp làm luôn hay sao? Dạ nếu mà công việc nhiều thì có thể mình mướn thêm vài ba người, còn không có thì mình và với một người cháu nữa. Năm nay Sáng bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại em năm nay 34 tuổi. Rồi mời em. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn anh bên kia. Em là Lê Thủy Tiên, em hiện là nhân viên văn phòng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em thì ở Bình Dương. À Bình Thuận, em Bình Dương cũng gắn như điểm giống lịch với Bình. Dạ. Em có ngại yêu xa không? Dạ yêu xa thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Vậy giờ cũng có công nghệ hỗ trợ ha. Ừ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy nhau em về Bình Thuận sống em có vấn đề gì không? Có ngại không? Em nghĩ là vẫn có thể được. Phải lấy chồng thì phải theo chồng. Dạ, với lại công việc của mình cũng có thể tự sắp xếp. Em đang làm công việc gì? Em đang làm họa sĩ hoạt hình. Cho... Họa sĩ? Dạ. Hoạt hình là mình vẽ cho phim hoạt hình đó đúng không em? Dạ đúng ạ. Wow, hay quá. Bên này cũng khéo tay, bên đây làm thợ sắt cũng đoàn làm việc thủ công ha. Hai người này cũng khéo tay lắm nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sáng? Dạ nói chung em cũng bình thường lắm. Đôi khi thì có những cái sở thích như ví dụ như em thích hay dậy sớm và uống cà phê mỗi sáng. Tính tình thì em cũng hay họp bác với lại cũng cởi mở vui vẻ với bạn bè. Nhà mình đang ở đó là mình ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở với ba mẹ và một đứa em gái. Trong nhà em tới 6 người kìa, anh chị em nhưng mà lập gia đình hết rồi, có nhà với lại cũng riêng hết rồi. Có khi nào mình nghĩ mình lên thành phố lập nghiệp không? Dạ hồi trước kia thì em cũng từng làm ở Sài Gòn. Ồ, cũng dạ. Được mười mấy năm. Ồ vậy sao là đi về quê lại mình không có lập nghiệp ở trong này luôn? Em nghĩ là nó đến lúc về tự tạo dựng công việc tự. Thế giờ công việc dạ. Em là ổn định rồi đúng không? Dạ. Mình đã có dành dụm được vốn liếng gì chưa em? Dạ nói chung nhiều thì không có, nhưng mà hiện tại thì em cũng có cái nghề trong tay rồi, mình có thể làm được ra tiền. Còn dư thì cũng chắc cũng có dư, nói chung cũng tạm ổn. Ví dụ bây giờ cổ phải theo em về quê em ở, cổ phải bỏ công việc của cổ một thời gian về đây. Em có thể nuôi cổ trong một thời gian không? Giờ cổ về đây cổ chưa tìm được việc làm thì sao? Dạ nói chung nếu mà được về thì có thể nuôi cả đời, chứ còn một đời. Thời gian thì chắc. Hay quá, rồi câu đó là tôi chốt rồi đó, chốt tiền câu đó rồi đó. Thế còn em? Em nghĩ là bạn Nam cũng có ý kiến của nhóm em là khi mình có một cái nghề nghiệp ở đâu thì ở đâu mình cũng sẽ có thể sống được hết. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Em nghĩ chắc là vẽ, tại vì em là một rồi điểm yếu của mình. Điểm yếu thì em thì hơi vụng về, em làm những cái chi tiết người là ngộ không... Vậy sao vẽ là khéo tay mà lại là hơi vụng về là sao? Dạ đúng rồi, hơi dạ. Ngộ ha, nghĩa là mình chỉ khéo đúng vô cái công việc của mình thôi. Dạ hơi lộng cộng lúng túng làm hay làm đồ bể đồ được. Ô thật là lạ, mình thì tưởng là những người mà chi tiết ngồi vẽ như vậy là mình sẽ khéo léo trong tất cả mọi công việc, nhưng mà lại không phải như vậy. Dạ hay ha. Rồi về tình trường thì sao nè? Hồi trước giờ nếu mà nói là quen hoặc là thích tỏ tình luôn thì chỉ có một người là khoảng một tháng rưỡi. Có một người một quen tháng rưỡi? Dạ. Vậy cũng chưa sâu đậm gì? Dạ. Hôn nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có nhắn tin qua lại thôi. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa nắm tay luôn? Dạ. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn? Chưa. Trời ơi thiệt luôn á. Ồ mà sao có tiếng tháng rưỡi rồi không tới được nữa mà chấm dứt? Em nghĩ là do cái thời gian làm việc của hai người nó cũng khác nhau. Em làm văn phòng là giờ giấc thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, là buổi tối là rảnh, còn cái người đó thì làm trong cái giờ mà khác, thứ bảy chủ nhật thì không có được nghỉ, là buổi tối làm việc. Còn em thì nói chung em thì trước kia cũng có một mối tình cũng lâu lắm, tính 7 năm lận.
7 năm mà sao không tiến tới hôn nhân được? Dạ, đang yêu thì cũng nghĩ là yêu thế thôi, nhưng mà sau này muốn kết hôn thì em thì bên Phật thì em không học được giáo lý. Tại thì đầu là mình đã biết không có hợp về đạo thì mình thôi đi, còn nếu mà được mình phải tiến tới. Tại hồi lúc đang quen thì em không nghĩ là nó khó khăn đến vậy. Dạ, em có học được 2 ngày nhưng lên học rồi mới biết được cái nó không hợp với tư tưởng dạ, của mình. Dạ. À. Nói chung mỗi người mỗi cảm nhận về cái suy nghĩ của mỗi người, nên mình thấy nó đôi khi nói như vậy thì nó cũng không có nghĩa là không chưa có duyên vợ chồng với nhau, một mối tình đó thôi hả em? Dạ, sau đó thì em cũng có chịu khó đi tìm hiểu vài người, nhưng mà ta lại nói kêu nhìn em vậy làm gì mà không có bạn gái, trong khi đó em có công việc đồ ổn định, nhìn cũng được người vậy đó, nhưng mà nhiều người ta nghĩ là em nói xạo người ta, nên mỗi lúc mà muốn nói một lời nào đó với cô nào đó thì cứ nghĩ trong đầu đường nào cô đó cũng nói vậy. Trời ơi, thôi, chưa nói mà tưởng tượng vậy. Thì thôi cứ đi làm rồi tới đâu hay tới đó. Bữa nay nói không? Bữa nay trong chương trình này có gì Tường ngồi đây nè, giờ nói không? Cố gắng nha. Dạ. Ha. Trời ơi, bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, chắc có lẽ là muốn rồi đó. À, muốn rồi đó. Mẫu người của em mong muốn tìm là một người như thế nào? Dạ, em chỉ thích một người phụ nữ có nụ cười dễ thương, nhìn phúc hậu và biết nấu ăn, cởi mở vui vẻ. Với lại đừng có cái tánh mà gọi là nóng nảy quá. Ví dụ như nhiều khi công việc của em cũng cởi mở, em nói nhiều khi công việc của em cũng cần cái sự giao tiếp để mình có mối quan hệ, để công việc mình đó. Đôi khi uống cà phê hay nói chuyện, hay là có thể giao tiếp qua ăn nhậu. Mình có thể đi về trễ, hoặc là có cái gì đó đôi khi mình hơi về khuya. Thì mong là người bạn gái hoặc là người vợ sau này của mình sẽ có hiểu được cái nói công việc của mình. Nói chung là quan trọng là niềm tin. Dạ. Chia sẻ với nhau được. Dạ. Ví dụ đúng thật sự nói việc công việc thì vợ sẽ chia sẻ. Dạ. Còn nếu mình lợi dụng cái công việc mà mình là có những cái việc sai trái, hoặc người ta phát hiện một hai lần thì mất niềm tin rồi, thì không thể đòi hỏi người vợ phải hiểu mình được. Dạ. Đúng không? Quan trọng tất cả các mối quan hệ phải dựa trên nền tảng là tin tưởng, là chân thành. Đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em nghĩ là em thích một người bạn trai có thể bảo vệ được em. Về ngoại hình? Cao to thì càng tốt. Cao to càng tốt. Yeah. Còn bây giờ vậy, hồi đó giờ đó đến hẹn ăn trưa là thường là có yêu cầu các bạn đưa hình cho nhau để mình đoán. Nhưng bữa nay một người là họa sĩ, một người thợ sắt, tôi nghĩ là cũng khéo tay nè. Bây giờ mình chơi vẽ hội họa đi được không? Bây giờ mình sẽ vẽ ra cái mẫu người lý tưởng mình muốn tìm một người như thế nào, mình vẽ ra giấy được không? Để ngồi mình đo coi với cái người bên kia có hợp không. Dám chơi với họa sĩ không? Dạ chắc thua quá chị. Kệ đi, mình nam nhi mà, mình nhường phụ nữ cũng đâu có sao. Mỗi người miêu tả về mình để người ta hình dung, người ta mới vẽ được chứ. Rồi em gái nói trước đi, em là người như thế nào? Dạ là em nghĩ là mũm mĩm, tóc dài. Tóc dài, mũm mĩm, gì nữa? À, mũi tẹt. Mũi tẹt. Rồi anh. Anh thì mất một mí, sống mũi cũng hơi cao lắm, nhưng mà đầu tóc thì hơi ít hơn em rồi đó. Tóc ít hơn em, một mũi cao, mắt hí. Bên đây tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt. Rồi vẽ đi, mời hai bạn một phút bắt đầu. Trời ơi, ca khó nha. Trời, ông thợ sắt vẽ tay trái hả? Dạ. Ghê vậy. Này vẽ cũng đơn giản, nhanh. Kệ, vẽ đi em, có một phút à, em vẽ ra con vịt cũng được nữa. Tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt, tóc ít, mắt một mí, mũi cao. Dễ quá. Em nghĩ nó không ra cái gì hết. Được chưa? 1, 2, 3. Rồi, thành phẩm đã có rồi. Mời hai bạn hãy hình dung về nhau. Đây, em đẹp gái quá em ơi. Ảnh đâu? Ảnh đâu? Coi đi. Đó. Hấp dẫn lắm nha. Không, bây giờ up lại đi. Khoan mở. Bây giờ tôi mở cửa để tìm ra cái đã. Rồi chúng ta mới lật lên kiểm tra người với hình coi giống nhau hay không nha.
Rồi, mở cửa trái tim. Một, hai, ba. Dạ, dạ. Rồi, chúng ta hãy mở hình lên để kiểm tra coi. Giống em không? Dạ giống. Giống hả? Cũng giống. Giống chỗ nào? Giống mặt tròn á. Giống mặt tròn. Có mắt, có mũi, có miệng. Mặt anh này, anh mặc anh trái tim em ơi. Em vẽ anh mặc chủ điền quá à. Dạ. Đúng không? Anh này người ta mặc V-Line nè. Còn bên đây sao cái mặt ta méo méo bên vậy cưng? Trời ơi, cái cổ mất tiêu luôn. Cái mặt tới cái mình bủng mỉm ghê ha. Giống được cái môi son. Thôi được rồi, xuất sắc rồi đó. Hai bạn đã thành công trong cái việc chọn hình. Cảm ơn hai bạn. Giữ tấm hình làm kỷ niệm nha. Sau này có lấy nhau về nhớ đưa con coi ba mẹ vẽ nhau đó. Rồi thẳng qua đi cưng. Nói chung gấp quá anh cũng không có mua đi được nhiều. Dạ. À, xin tặng em. Rồi cảm ơn hai bạn. Hãy cảm ơn. Rồi. À, bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn trưa. Một món ăn rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng ha. Đây là gỏi vẹm xanh hoa chuối, rồi dồi dê nướng, chả giò trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Rồi hai bạn cùng thưởng thức với nhau và trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. À, ăn rồi nói chuyện với nhau nha, tìm hiểu nha cưng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn mau miệng. Dạ, mời anh. Dạ, mời anh ăn. Không biết em tên là gì à? Anh cũng chưa hỏi tên. Dạ, em là Tiên. Tiên? Ừ. À, anh thì tên Sáng. Em thấy thế nào khi mở cái khung ra đó? Như là em hình dung hay em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng giống như vậy. Tại vì em cảm giác như là những người có cá tính mạnh mẽ thì thường sẽ sở hữu một ngoại hình nhìn nó nam tính giống như vậy. Anh cũng giống như vậy. Đúng ra là tóc anh tóc dài đó. Nhưng mà cách đây mấy bữa anh có làm xong cái công trình, nói chung ngoài nắng, nắng lắm với lại nóng nữa, nên anh hớt cho nó ngắn cho nó mát. Nhưng mà không nghĩ là trùng hợp như vậy nên tóc anh ra chưa kịp. Cái việc mà thời gian gặp nhau chắc là ít quá ha, tại vì xa như vậy. Với anh thì lớn rồi, yêu xa là không quan trọng, quan trọng là thích nhau rồi hay là thương nhau rồi. Và là giống như là kiểu như là ít gặp đó thì tạo ra mình cảm giác thương thêm nhiều hơn. Nếu mà quen nhau thì gặp cỡ một tháng một lần, một năm một lần hay là... Không, anh nghĩ thì công việc thì tự anh làm thì anh có thể tự sắp xếp được. Anh có thể nghỉ 1, 2 đến 3 ngày, có thể là một tuần cũng được. Nếu có cái gì đó em cần anh thì anh có thể tự mình quyết định được điều đó. Tại là anh tự làm chủ bản thân anh được. Có thể là 2 tuần hoặc là 1 tuần anh có thể vô thăm một lần. Anh chơi 1 ngày, 2 ngày anh về cũng được. Cái điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu em thật sự thương anh thì em có thể cảm nhận được điều đó. Còn anh cũng không có muốn là em phải vì đó mà em phải mất thời gian của em. Còn riêng em thì sao? Em mong gì người bạn trai của em? Em cũng chưa có định hình một cái mẫu bạn trai hay là mẫu người nào đó rõ ràng lắm. Tại vì em vẫn chưa có trải qua những cái gì nó sâu sắc quá hay là gặp một cái gì đó nó ấn tượng quá. Nên em nghĩ là có thể thích nghi được. Nhưng mà trong lòng em hoặc là trong bụng em cũng có thể hình dung ra một người bạn trai hoặc là một người chồng tương lai sau này của mình sẽ có những cái gì hoặc là những thói quen hoặc là người đó như thế nào thế nào. Hay là em muốn người đó như thế nào với em? Yêu em, phải gần gũi với em hay là gì đó, thường xuyên nhắn tin, ví dụ. Em thì em thích một người con trai độc lập hơn. Không phải quản lý thời gian của em mà họ tự quản lý thời gian của họ được. À, mà em nghĩ vẫn thích chắc chắn là một người tử tế. Tại vì họ tự quản lý thời gian của họ cho nên mình sẽ tin tưởng để họ tự làm gì đó. Chứ không có gây em sự bất an. Em
nếu em có suy nghĩ gì là có chung một cái suy nghĩ chung của anh. Yeah. Có nghĩa là khi yêu thì mình không nên gò bó người khác. Anh cũng không thể ép em là phải như thế này thế kia. Mình cần cái sự chia sẻ, nhưng mà em muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe, còn anh cũng không thể nào ép em phải nói ra cái điều em không muốn nói. Và em thích yêu thì yêu, nhưng mà vẫn có những cái không gian riêng. Dạ. Để làm cái gì? Em thích cái cuộc sống một mình á, kiểu thích cái không gian riêng của bản thân mình. Có đôi lúc có những cái đoạn lắng lại để kia, để bình tâm trở lại, để sắp xếp mọi thứ. Đó là những cái tư duy rất là lý tưởng của những người chưa yêu. Còn giống như chị, những người đã trải nghiệm tình yêu rồi, nhiều rồi, chị lại mong muốn trời ơi làm sao tôi có thể giải quyết hết công việc để tôi có cái thời gian bên cạnh người tôi yêu. Nhưng lại không được, tại vì quá nhiều công việc. Cho nên lúc nào chị cũng cảm thấy thiếu thốn, muốn ở bên cạnh người mình yêu, được đi đâu đó, được nắm tay nhau, được đi xem phim, được đi chơi, nhưng lại không có thời gian. Trong khi những người chưa yêu thì lại muốn có không gian riêng để mà lắng động và chiêm nghiệm cuộc đời của mình. Thôi thì hãy giữ cái lý tưởng đó, đến khi nào mà bạn yêu sức đầu mẻ trán, bạn mới hiểu được như thế nào là cái lý tưởng trong tình yêu. Mỗi người trong một giai đoạn cuộc sống sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Không thể nào so sánh giữa chị và em ai đúng ai sai, bởi vì đó là lý tưởng của mỗi người trong một thời gian nhất định. Có thể cái lý tưởng đó nó sẽ thay đổi sau một thời gian khác, có thể vậy. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ bóc lá bài của chương trình. Yeah. Đọc lên chị nghe coi. Thể hiện một hành động tình cảm chứng minh mình khỏe mạnh, cổng bế bạn gái một hiểu lỗi gì muốn. Dạ. Làm gì làm đi, xin phép bạn gái và thể hiện. Làm thiệt á chị? Ủa chứ không lẽ làm giỡn trời. Qua bên đây. Rồi chúng ta có thể thương lượng với bạn gái đi, cổng bầm ổng gì đó một vòng. Mà trước tiên hỏi bạn gái thì có đồng rồi, ý không? Em hỏi mà. Chứ không lẽ chị hỏi. Em thấy thế nào với yêu cầu của chương trình, em có đồng ý không? À, trước mắt là làm cái gì trước cái đã. Cổng ẩm bồng vòng vòng ở đây, năm vòng đi qua đi lại, đi qua một đi vòng lại một vòng hả chị? Ừ thôi một vòng ẩm bồng cổng, muốn cái nào thôi ẩm đi. Dắt được không chị? Không ẩm đi cưng. Dạ rồi vậy. Đứng lên đi cho ảnh, cho ảnh ẩm. Nhưng mà em sợ ẩm cái ảnh không dài bình thuận được quá. Sao vậy? Nặng quá làm sao? Nói đâu em, không anh đi bằng xe máy nè. Rồi ẩm xa xa ra ngoài kia, rồi ẩm đi qua đây, rồi đi về trả lại về vị trí là vừa. Qua bên đây ôm chặt vô để té bây giờ. Rồi ngược lại về vị trí, nhẹ nhàng đặt vào chỗ ngồi. Thôi được rồi, khỏi đòi chỗ ngồi. Thôi khỏe không em? Dạ. Chắc không? Tay có rung rẩy gì không em? Dạ chắc không có rung rẩy gì. Không rung rẩy hả? Dạ. Rồi vậy dạ, em được. Khỏi phải nhắm đó cần. Là kiểm tra nhiều thứ lắm đó. Dạ. Gì ngạc nhiên đọc vậy? Một bài thơ tình lãng mạn tặng cho đối phương không lãng mạn sẽ bị phạt. Được không em? Em thật sự là em không biết thơ luôn. Thì đó bây giờ em làm sao đó, không thôi là em bị phạt đó. Trời thơ ơi. Không thơ thì hát, không hát thì làm múa, em làm gì đó em làm, mình nghệ sĩ mà em phải biết làm gì chứ. Hát đi chị. Rồi hát được không em? Đổi dạ. Từ đọc thơ qua hát được không? Dạ. Người hãy quên em đi và chắc cô này bị phạt quá. Có trợ giúp bằng điện thoại được không chị? Rồi cho trợ giúp điện thoại lấy lời luôn. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô nếu em ở lại. Trời ơi, có mấy câu mà làm thấy tôi mệt dễ sợ luôn á. Rồi 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Mời bạn trai nói trước. Nhìn thẳng vào mắt anh em thấy thế nào? Em thấy nãy giờ nói chuyện với nhau, em có cảm giác là có cái gì đó gần gũi, hay là có cảm giác gì đó muốn tìm hiểu với nhau hay không? Khi mà nhìn thấy anh với lại nghe cách anh nói chuyện thì em thấy anh là người chín chắn và trưởng thành nữa. Em thấy có sự chân thành ở trong đó. Như em thì em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Em có thích đi hay đi biển không? Dạ có. Nếu em đồng ý thì anh sẽ thường xuyên chở em đi tham quan biển La Ghi của anh. Dạ. Nãy giờ là mình hỏi người ta thôi. Suy nghĩ của mình hiện tại, cảm nhận trong lòng mình như thế nào? Mình có nhận xét gì về cái người đối diện? Trước tiên thì cô bên đó là có nghĩa là mẹ của em Thiên. Thì lúc mở ra thì
Riêng cá nhân anh, trong lòng anh nghĩ giống như là anh có cũng đã từng gặp mẹ em hoặc là em, có nói chung là có cảm giác là cũng là có từng gặp ở đâu rồi, hay cũng có sự gần gũi khi gặp thấy em á. Rồi sau nãy giờ nói chuyện á thì anh cảm thấy là có một cái cảm giác là rất là thân, là có sự rung động trong mình, à, muốn tìm hiểu thêm em. Rồi, dạ. Chào chương trình. Dạ, chào cô. À, thật sự là tường mời cô vào là tại vì bạn trai này quan sát rất là tinh tế, rất là ngồi ở trong này nhưng mà nhìn ra bên ngoài là thấy có cô. Cô cảm thấy như thế nào? Thì cô nghĩ cháu sáng đây tới đây là cũng như có duyên với con mình mới ngồi đây. Dạ, thì, cảm ơn cô ạ. Thì cô thấy cái tuổi thì cũng hơn cũng tiên rồi, thì cô cũng được rồi. Qua thấy tiếp xúc hai cháu mà tiếp xúc nhau thì thấy thật thà, rồi vui vẻ mà có công ăn việc làm ổn định. Yeah. Rồi cái khoảng cách đây với đó thì cũng giờ mình có xe mà mình đi. Yeah. Cũng không có bao lâu tới đâu, cũng rất là nhanh. Yeah. Thì cái ngày này cũng hợp với ba của tiên. Ba của tiên cũng làm bên sắt rồi hả cô hay sao cô? Ba tiên thì cũng thích cái ngày này. À dạ. Thì mẹ thấy thì cũng được đó, mẹ nói vậy là tại sao chị mời vô ngay lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định bấm nút hẹn hò, chúng ta nghe ý kiến của người thân là đúng là tuyệt vời nhất. Dạ, trước tiên thì con cảm ơn bác qua những lời nói của bác. Đến đây thì con cũng mong kiếm một người bạn gái và một người vợ sau này của con. Con thì không tài giỏi gì nhưng có cái nghề thì có thể con có thể lo được em tiên sau này. Là ghi nhận. Dạ. Cứ ghi nhận. Dạ. Mong cô yên tâm ha. Dạ. Rồi dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chỉ cần nghe cô nói như vậy đúng thôi. Đúng ra là hôm nay ba mẹ con có tới nhưng ba mẹ con mắc đám cưới ở ngoài Bình Định lần nên ba mẹ đi trước chương trình đi đòi tới nên không tới được, nên em con đi với em gái của con. Em gái. Dạ. Rồi vậy thôi, cũng hy vọng một ngày nào đó hai gia đình hai bên cũng sẽ gặp nhau. Dạ. Nếu mà mình bấm nút thì cái ngày đó sẽ không xa. Dạ. Nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi, mời cô ạ. À. Hai bạn bắt đầu vào vị trí của mình ha. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cảm nhận từ nãy giờ câu chuyện của mình như thế nào? Đưa ra quyết định. 1 2 3. Rồi. Quá tuyệt vời. Mời hai bạn về bên đây. Nắm tay nhau nha hai bạn. Rồi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rất là dễ thương. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Mình xem phim luôn đi rồi về. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cố gắng lên nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Và bây giờ thì tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chương trình được phát sóng một khung giờ rất quen thuộc, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Các tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.